Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi tổ chức cho 4 nhân vật chính trong thay du ký gặp gỡ khán giả chúc. Đồng thời nhân đây gửi đến khán giả toàn quốc lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Xin chúc các đồng chí và các bạn xem đài năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý. Tháng giêng là tháng mừng xuân, chú heo cậu khỉ ra khuyên vắng nhà. Đi đâu mà xuống quá ta, thì ra đi gặp khán giả thường xuyên. Xin chúc ngày Tết đẹp tươi, vợ chồng con cái chung vui trong nhà. Nhiều năm cực khổ lầm than, nay đã khác rồi đông tàn xuân sang. Vui sao kiến thức thăng quan, sao vẫn liêm khiết thanh thản trong lòng. Xin chúc các cụ như ông thọ sống thăm năm trẻ mãi không già. Xin chúc cho các cháu đều mạnh khỏe, nếp da trắng trẻo, mặt tròn xoe, như chú gấu nhỏ trong tiệm đồ cơ nhé. Chúc các chàng trai ngày càng phong độ, như gió mùa xuân đến tỏ tình. Chúc các cô gái ngày càng dễ mến, xinh đẹp như hoa, trong sáng như gương. Chúc các cặp tình nhân yêu nhau chung thủy, đừng như con đường quãng hàng lạnh lẽo vô tình. Chúc mọi nhà hạnh phúc mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, con cháu chăm ngoan, cụ già trẻ em, thanh niên nam nữ đều phấn khởi. Luôn luôn vui hơn thôn cao lão chúng tôi. Dạng sự như ý bất nghệ thắng thiên. Quanh năm được mùa lúa gạo đầy kho. Đất nước Tân Châu gió hòa mưa thuận. Quốc thái dân an ngày càng phồn vinh. A Di Đà Phật vui đón thanh bình.